Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo dịch vụ đặt lịch tự động với ứng dụng Microsoft Booking trên Office 365. Đầu tiên chúng ta mở ứng dụng Booking, tiếp đến chúng ta tạo một lịch mới. Điền tên của dịch vụ, cập nhật logo, chọn loại dịch vụ phù hợp với mục đích. Cập nhật thời gian làm việc, sau đó nhấn Next. Chúng ta có thể thêm các thành viên phụ trách dịch vụ vào đây, từ đó khách hàng có để đặt lịch và chọn nhân viên tư vấn phù hợp. Nhấn Next. Ở phần cài đặt dịch vụ ta có thể đổi tên, cập nhật thời gian mặc định cho dịch vụ này. Nhấn Next. Tại đây ta có thể quy định ai có thể đặt được dịch vụ này, ta sẽ chọn Anyone để cho bất kỳ ai cũng có thể đặt lịch. Cuối cùng nhấn tạo lịch. Bây giờ ta đã có thể chia sẻ link này cho đối tác hoặc khách hàng. Như vậy, rất nhanh ta đã có dịch vụ đăng ký hữu ích cho nhà trường và doanh nghiệp. Ta sẽ cùng tìm hiểu xem một số tùy chỉnh khác. Với mục Booking Page ta có thể điều chỉnh một số thứ về giao diện hiển thị. Chúng ta nên điều chỉnh lại ngôn ngữ và múi giờ cho phù hợp. Cuối cùng nhấn Set. Mục Customer sẽ hiển thị tất cả các khách hàng đã đặt lịch dịch vụ này. Mục Staff là nơi để thêm các thành viên cùng hỗ trợ với dịch vụ này. Khách hàng có thể chọn nhân viên như đã đề cập. Mục Services để tạo nhiều dịch vụ khác nhau cho khách hàng lựa chọn. Một số tùy chỉnh trong dịch vụ khác mà ta có thể tùy chỉnh theo nhu cầu. Ta cùng kiểm thử dịch vụ, chọn dịch vụ theo nhu cầu và điền các thông tin cần thiết. Kiểm tra email để xem lịch đã đặt. Ngoài ra ta có thể tự điều chỉnh lịch đã đặt như hủy hoặc điều chỉnh thời gian. Rất đơn giản, ta đã có thể tận dụng tính năng Booking để hỗ trợ việc lên lịch họp, trao đổi tư vấn. Chúc các bạn thành công!